Hello, chào mừng anh em quay trở lại với Chola Channel. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái mẫu mô hình máy bay trưng bày 47cm. Đây là một cái mô hình máy bay rất là đẹp, bởi vì đây là một cái thương hiệu máy bay mới của Trung Quốc, đó là Sichuan Airlines. Nó lấy cái nhân vật chủ đạo, hình ảnh chủ đạo đó là cái chú gấu trúc, là một cái biểu tượng rất là nổi tiếng tại đất nước Trung Quốc. Và cái máy bay hôm nay mình giới thiệu anh em đó là cái dòng máy Airbus A350. Các bạn thấy đẹp không? Đây là cái phần thân của nó này. Hình ảnh là chú gấu trúc này, chủ đạo luôn này. Rất là màu sắc đúng không các bạn? Đấy, thực tế thì cái máy bay này, ngoài thực tế á, máy bay thật ra thì nó cũng màu sắc y chang như thế này luôn các bạn này. Đấy. Màu sắc nhìn rất là dễ thương như thế này luôn. Đây là một hãng bay khá là mới tại Trung Quốc, mới khai thác được vài năm trở lại đây thôi. Sichuan Airlines. Đấy. Ok. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy thêm những cái thành phần. Ở đây thì chúng ta có chân đế này. Có một dây cáp sạc. Có những cái bánh xe nữa ở đây. Đây chúng ta có những cái bánh xe này. Và những cái cặp cánh, hai cánh lớn và hai cánh nhỏ. Rồi và bây giờ thì mình sẽ lắp cánh vào cái con máy bay này anh em nhé. Đây là cái mẫu mô hình máy bay là 47cm, chiều dài 47 và chiều ngang cũng là 47 khi mà lắp cánh vô. Và cái trọng lượng của con máy bay này thì chưa đến 1kg các bạn, tầm khoảng 800g lắm. Chất liệu là bằng hợp kim và cái vỏ bên ngoài, lớp sơn đây đó là một lớp sơn tĩnh điện, tức là chúng ta có thể là trưng bày khá là an toàn trong nhà và không sợ những cái rủi ro liên quan tới điện. Rồi và chiếc máy bay này thì nó sẽ có một cái giải đèn LED chạy dọc thân các bạn này. Đấy. Đấy, hai bên thân. Mô hình máy bay mà dài 47cm thì nó sẽ có đèn LED và nó sẽ sáng lên nhờ vào cái cảm biến va chạm. Chạm vô là nó sẽ sáng. Đấy, đèn LED sáng lên thì chúng ta trưng bày vào trong cái ban đêm nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp cánh vô. Thì chúng ta cứ đưa những cái cánh này vào đúng cái vị trí, những cái lỗ, những cái khe ngàm này có sẵn các bạn. Và các bạn sẽ nhấn vào thôi. Đấy, đơn giản là như vậy. Đây, tiếp tục. Đấy nha, đấy. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ lắp tới những cái bánh xe ở cái mặt dưới. Đấy, anh em lắp cho mình đó là hai cái bánh lớn chỗ này. Đấy, xong rồi anh em. Đấy, chúng ta lắp hai cái bánh lớn chỗ này và một cái bánh nhỏ ở trên đây nữa. Thế thì anh em lắp xong thì chúng ta có thể đặt xuống này. Đấy, nó có thể là di chuyển. Một cái mẫu mô hình trưng bày và anh em cũng có thể là bỏ cái chân đế ra lắp như thế này thôi. Chúng ta có thể là đẩy nó di chuyển này. Đấy, cũng khá là hay ha. Rồi và tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp cái chân đế này vào cái vị trí này. Anh em tháo ốc này ra và chúng ta lắp vào thôi. Đấy. Đấy, xong rồi các bạn. Đây là cái mô hình mình đã lắp hoàn thiện xong, đó là như thế này. Anh em thấy thế nào? Rất là đẹp ha. Đấy, cái màu của máy bay này rất là đẹp. Hoa văn sặc sỡ đẹp. À, những ai mà thích gam màu nó rực rỡ sặc sỡ thì cái máy bay này rất là ok luôn á. Đấy, anh em có thể là đặt trưng bày ở trong phòng khách, cái không gian phòng khách, phòng làm việc, nhìn với một cái mô hình máy bay đặt lên thì cái không gian nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Đấy, và đặc biệt chúng ta cũng có thể làm quà tặng cho những người mà chúng ta làm trong những ngành hàng không đó. Đấy, thì rất là ý nghĩa cái món quà như thế này. Mô hình máy bay này nó sẽ có cái đèn LED, thì anh em sẽ khởi động cái đèn LED bằng cách là đầu tiên anh em sẽ bật cái nút công tắc ở dưới này. Đấy, có một công tắc anh em gạt qua on đấy, để khởi động cái đèn LED lên. Và tiếp theo thì anh em chỉ cần chạm nhẹ vào cái thân máy bay thôi. Đây, ví dụ như đấy là lập tức hai cái dải đèn LED ở hai dọc thân của nó sẽ sáng lên. Anh em thấy đẹp không? Sáng lên rất là đẹp ha. Đấy, cả và đằng trước cũng có đèn luôn này. Cái đèn LED này thì cứ sau 40 giây là nó sẽ tự tắt anh em nhé, để nó tiết kiệm pin đó. Anh em muốn sáng lại thì chúng ta chỉ cần là chạm nhẹ vô thôi. Đấy là nó sáng lên. Ok. Đấy chính là cái đèn LED ở trên cái mô hình máy bay 47cm. Công nhận đẹp thật đó các bạn. Đấy. Và anh em dùng cái sợi dây cáp này để sạc pin cho cái pin của cái đèn LED thì tầm khoảng 1 tiếng là nó sẽ đầy pin.